Take out your student book and begin the review to today. Now, let's review the vocabulary with me. Beach, beach. Cell, cell. Surf, surf. Kayak, kayak. Windsurf, windsurf. Snorkel, snorkel. Water ski, water ski. Polluted, polluted. Clean, clean. Dangerous, dangerous. Safe, safe. Beautiful, beautiful. Penguin, penguin. Zebra, zebra. Monkey, monkey. Kangaroo, kangaroo. Camel, camel. Lisa, Lisa. Crocodile, crocodile. Scared, scared. Free, free. Sorry, sorry. Funny, funny. Kite, kite. Have a shower, have a shower. Brush my teeth, brush my teeth. Get dressed, get dressed. Have breakfast, have breakfast. Get up, get up. Catch the bus, catch the bus. Walk to school, walk to school. Now, let's have a look back the phonics we have learned. Sound ow. First, ow. We have cow, cloud, flower, and ou. We have house, round, mouse. Now the sound all, what do we have? Ball, mall, wall, tall, small. And the sound oi. First, let's see oy. What do we have? Boy, toy, oyster,
And OI, what do we have? Coin. Oil. Soil. Đối với các hoạt động ở bãi biển như chúng ta vừa mới ôn ở phía trên, thì phần cấu trúc câu chúng ta sẽ nhắc lại thì hiện tại tiếp diễn. Ở thể xác định, chúng ta sử dụng chủ ngữ cộng với động từ to be am is are, và phía sau là một động từ thêm in. Còn ở thể phủ định thì chúng ta sẽ thêm not vào sau động từ to be. Điều cần lưu ý nhắc nhở ở đây là các em vẫn phải chú ý đến phần thêm in của động từ. Những động từ như take, taking, run, running, swim, swimming, ride, riding và một số động từ khác thầy đã nhắc ở trong phần ngữ pháp, các em chú ý khi làm bài. Đối với bài các con thú, chúng ta có phần ngữ pháp kế tiếp, đó là thì hiện tại tiếp diễn ở dạng câu hỏi. Lúc này chúng ta sẽ đưa động từ to be am is are ra phía trước chủ ngữ. Động từ thêm in vẫn giữ nguyên, và chú ý là cuối câu sẽ có dấu chấm hỏi. Hình thức câu trả lời ngắn yes no thầy cũng đã hướng dẫn thật kỹ với các em rồi, các em chú ý và thực hành cho tốt. Đối với các hoạt động thường ngày, thói quen have a shower, brush my teeth, get dressed, vân vân, thì các em sẽ được ôn lại cách sử dụng của thì hiện tại đơn mô tả các thói quen hàng ngày của các em. Đối với thì hiện tại đơn, chúng ta cũng đã biết một hình thức động từ được giữ nguyên đối với chủ ngữ I, we, you, they, và đối với chủ ngữ he, she, it thì các em lưu ý là phải thêm s sau động từ. Cũng như ở thể phủ định, cách sử dụng doesn't, don't như thế nào thầy cũng đã nhắc rồi, các em chú ý. Và thể nghi vấn đặt câu hỏi yes no, chúng ta sẽ đưa does hoặc là do ra trước chủ ngữ và nhớ thêm dấu hỏi cuối câu. Now, look at your student book at page 48. Let's go with me. 1. Complete the crossword. Cùng với phần từ vựng chúng ta vừa ôn, bây giờ chúng ta cùng nhìn vào bài đầu tiên với 8 bức tranh mà người ta cho. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thầy hoàn tất ô chữ trên màn hình nhé. Number 1. Penguin. Người ta đã làm rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào bức tranh số 2. Chúng ta có đoán được chữ gì không? Monkey. Picture number 3. Scare. Number 4. Free. Picture number 5. Snorkeling. Picture number 6. Surfing. Picture number 7. Funny. And the last one, picture number 8. Sailing. 2. Write the correct words. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào các từ ở trong khung. Zebra, kangaroo, camel, crocodile, Alice. Bây giờ chúng ta sẽ điền vào các chỗ trống có số 1, 2, 3 và 4, 5. Ở số 1 người ta đã điền cho chúng ta chữ Lisa rồi. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài đọc này nhé. Look at the animals. The lizard is sleeping in the sun. Đây, chúng ta quan sát. Thằn lằn thì đang ngủ ở dưới ánh nắng. The is swimming in the water. Chúng ta xem con vật nào thì đang bơi ở dưới nước. The crocodile
is swimming in the water. Number three, the is jumping. Which one is jumping? The kangaroo is jumping. Can you see it? Number four, the is running. The zebra is running. It's very fast. And the last one, which animal is hungry and eating? The camel is hungry, is eating. Very good. 3. Read and circle. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào bức tranh này. Các cái thành viên gia đình đang sinh hoạt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khoanh tròn với thầy. The girls are listening to music. The boys are playing chess. Mom isn't watching TV. How about Dad? Dad is eating an apple. And the last one, the boys aren't listening to music. Now, look at your student book at page 49. Let's go with me. 4. Match the question with the answer. 1. Is Yui watching a DVD? Here we can see D with no, he isn't. 2. Are the children playing volleyball? F. No, they aren't. Number 3, is Lam snorkeling? A. Yes, she is. Number 4, are you and your friends surfing? E. Yes, we are. 5, is the monkey jumping? B. No, it isn't. And number 6. Are you eating a sandwich? C. Yes, I am. Now, 5. Complete the text. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào các từ trong khung. Chúng ta có các động từ ở hiện tại đơn. Gets, brushes, plays, walks, and catches, has. Những động từ này người ta đã chia hình thức cho chúng ta ở chủ ngữ he là thanh. Bây giờ chúng ta cùng đọc và chúng ta điền vào. Thanh gets up at 5:30 on Mondays. He has a shower and then he gets dressed. He has breakfast with his family. He always brushes his teeth after breakfast. He never catches the bus to school. And he always walks to school with his brother. After school, he plays with his friends in the park. Thanh loves the park. Exercise number 6. Read and complete the words O-W, O-U, O-Y and O-I. Ở đây chúng ta có phần ôn tập phonics. Phần ngữ âm chúng ta đã ôn, bây giờ chúng ta cùng thực hành nhé. This car is black and white. Number 2. Flowers and trees grow in soil. Number 3. Cities are
Round. Number four. I don't like flowers. Number five. My favorite toy is my new train. And the last one, number six. There is oil in the bottle. Very good. Today we have just reviewed the vocabulary, the structure, and the phonics from Unit 4 to Unit 6. Now, open your workbook and finish the exercise on page 46 and 47. Bây giờ, các em cùng mở sách bài tập ra và hoàn tất bài review 2 nhé. Bài giảng đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em làm bài thật tốt. Goodbye, see you next lesson. Thầy chúc tất cả các em cùng gia đình một mùa Giáng sinh đầy yêu thương, an lành và hạnh phúc nhé.